quá trời luôn kìa Thắng. Bây giờ nồi cháo, xí đợt nồi cháo. Trời giông bão tới, cô buồn quá, cô nhà cô dọn dẹp sạch sẽ này, cô chuẩn bị ăn thôi nồi của cháu cô nha. Hôm nay cô rảnh, cô sẽ dạy cho các em một món để ăn ngày mưa nha. Hàu sốt phô mai có sợi, đồng thời cô nấu cháo hàu cho luôn nha. Đây, cháo hàu của cô hấp dẫn các em ơi. Trong đây có xương, ha, có mực hàng. Hàu là cô xào, cô bỏ vô đó. Nè, cô mới bỏ vô đó. Đây, cái thành phần này có thêm cho sinh động cho cái nồi cháo của cô nè. Là biết gì không? Trong đây có tôm, thịt bằm, cô làm chả đó. Đó, dồ viên kiểu vậy đó, mấy em. Rồi, quay qua đây cô dạy cho mấy em làm cái gì? Sốt phô mai. Đây, sốt phô mai có sữa tươi, mayonnaise, phô mai, có bột cười, đường, tiêu. Đường dĩ nhiên phải có miếng muối để dằn lại. Rồi mấy em bỏ vô, mấy em đi xay. À, hào cô chế ra sơ sơ rồi lắp cho em xay, rồi mấy em chế cái nước lên, nước sốt này lên. Ai quay vô cô chế thành phần nè, một bịch sữa tươi vô, một chai mayonnaise luôn đi, chứ cái này phải mặn rồi. Cái này để gắt lên trên cho nó kéo sợi nha mấy em. Đây thành phần nè, sốt mayonnaise đó, phô mai 3 cục, phô mai bột cười 5 cục, ớt đục, tiêu, đường, muối. Giờ cô đi quay nha mấy em, giờ cô nướng, nướng lát cục trình bày cô lên cô ăn chung với mấy em nha. Rồi, có đoạn nướng cô chuẩn bị này nè. Đó, đậy cái này lại, phô mai nó mới chảy ra. Rồi, nướng. Đó, có hỗn hợp mình xay ra vậy đó, chế vô để cho hào khô mới chế nha mấy em. Bữa nay cô vui, cô lên lớp, cô dạy mấy em. Đó. Nay cô vui, cô buồn, cô đâu có. Đó. Đó, lấy cái này đẩy lại nè nha. Nè, này đẩy lại nó mới phô mai lên. Gắt phô mai lên, đó. Này có em bé nè, cho bé Kim Cương quay qua cục ông cậu quay cái thôi, trời ơi, dễ thương quá. Đó. Buông tay xuống, buông tay xuống. Cái bông hồng nè, em chồng tặng cô. Cậu ơi, quá trời khế luôn cậu. Khế ơi. Hả? Khế đây nè, người ta nói rồi, không gặp mấy em không thấy. Ôi ôi luôn kìa. Đó, nè, mình cái nhóc nè. Mình đâu. Đó. Trời ơi, đồng cái gì ơi, quá trời khế luôn, mà muốn nè. Ăn khế vô nhà cậu Kiệt. Vô. Cái tay vô, nó khế nó bự cái nào. Mời mua hai quả để hai bên. Ăn khế trả vàng. Đây. Đây. Rồi tới giờ ăn tối rồi, gia đình mình sum họp buổi tối. Hôm nay thầy cô rảnh, cô dạy mấy em mấy món nữa, các em làm cho gia đình ăn nha. Đó, đang nướng sao rồi đó. À, bây giờ cô ăn cháo trước đi. Ok. Con cháo hàu. Ăn cháo hàu nha. Có phục xương nha. Cái đó tôm với rồi xin mời cả nhà cùng ăn chung. Đó, bên này lên lính lát vàng lính nhóc luôn á. Xin đừng có đụng mạnh gớt này nha. Cô xin đeo ngọ hoài nha. Ủa, cháo ngon quá nè, Thu Lộc ơi. À, ok. Ê, Diễm Diễm đưa chai rượu qua mượn khoe khán giả. Anh thì gớt đi thôi. Không, không có quay lên nhà khán giả la chết. Có ngàn mấy người coi à. Cái clip của mình cha kia dê mẹ là gần 2.000 người xem nữa không? Cô Lập đang nướng phô mai có sợi. Mấy bạn đón theo xem cái clip để xem quần. Ngon quá. Trời ơi, nay đồ bổ không biết không ngon. Mấy bạn cho mình nấu cháo hàu nó có mực, thịt bằm với tôm quấn lại thịt xương. Ăn cháo rồi, lát mình thưởng thức hào kéo sợi, phô mai kéo sợi sao nha. Ngon quá. Cái
xin hỏi sao nha cô xin. Xin sao hả? Dạ xin ăn miếng thịt nè con. Ê Bảo giảm nhẹ lại không còn áp thấp nhiệt đới không ạ? Cũng mừng cho nước ta nha. Rồi mấy cái kiến bự bự gì mà nó văng bể trên tao. Vừa thiệt đấy. Cái lốc già mà gió lốc dữ lên. Bà Lộc cũng ăn luôn bà Lộc. Ăn đi bà Lộc. Chở thằng Bo ra đó là chết hỏi thấy gì. Bệnh luôn rồi. Nhảy dù. Bệnh luôn rồi. Ăn miếng gừng thì nó khỏe hơn. Trời ơi, nên bão mà mưa bão mà ăn là vậy là xuất sắc luôn. Cái gì con nhìn cơm? Gừng chanh đó, cũ hết. Miếng đi bà Lộc, ngon bà Lộc. Hồi béo quá Lộc ơi, ít hào quá. Ăn được. Tiêu đó. Ăn được, ăn được. Đã ăn hào sắp phô mai. Ngon quá. Hào sắp phô mai ngon. Ngon phải không? Ngon. Lần đầu tiên mình làm đó mấy bạn. Ngon quá, ngon nè ba. Mấy bạn muốn khát cái này, mấy bạn lấy cây khè á, khè lên đây. Là khát à? Tại mà này phải cho nó khô chút nữa, nó mới không ngán mà Lộc ơi. Ừ. Tại nhà mình có cái đồ lậy đó đó. Cho nên là nó chín. Còn mấy bạn cũng có cái đục đồ ấy á, bạn nướng mấy lại của cây khè, khè ra đó. Khè lên. Ăn thêm miếng nữa. Ủa hết cháo. Cháo hào mà sao có xương? Cháo hào mà sao có xương con? Thương nó ngọt chứ nè, nắp nè. Rồi bạn mèo đòi nè. Không nói gì chứ mà thắng, bà thắng rồi. Thắng ăn không vậy? Thắng này cũng bệnh giống con mèo gì. Vô con mèo nó sao nó cắn nó hoài vậy? Làm như thiếu. Nó lại nó gặp á. Đi ra đi quỷ. Con mèo nó cắn này kìa. Thôi bye bye khán giả nha. Hẹn cái clip ngày mai chúng gia đình mình ăn nó mình quay và hướng dẫn tiếp nha. Mai cô rảnh cô dạy tiếp. Bye bye.